Thưa quý vị, chương trình truyền hình trên kênh HTV7 từ 19 giờ hôm nay gồm có những tiết mục sau đây: 19 giờ văn nghệ thiếu nhi mãi vui bên nhau, 19 giờ 30 phút cùng con dưỡng bước, 19 giờ 50 phút thế giới 24 giờ, 20 giờ hội ngộ bất ngờ, 21 giờ ký sự đi tìm dấu tích ba vua, 21 giờ 10 phút ký sự trở lại Volga, 21 giờ 30 phút chương trình thần tượng âm nhạc, 22 giờ 30 phút tin trong nước, 22 giờ 50 phút chiếu phim phim truyện Trung Quốc đề hình Quan Đại Tống tập 51, 23 giờ 40 phút tin cuối ngày tin thế giới, bản tin thể thao 365. Chương trình truyền hình rạng sáng ngày 11 tháng 12 gồm có 0 giờ 30 phút chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Buồn ơi tạm biệt tập 51, 1 giờ 30 phút cuộc sống quanh ta phát triển bền vững, 1 giờ 50 phút thế giới đối đây những người chứng thực chuyện lạ, 2 giờ 30 phút phim truyện Việt Nam Nhịp đập trái tim tập 54, 3 giờ 30 phút chuyện bốn mùa những ngày phép. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình.